Phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu Ban Liên lạc Cán bộ Công an Chi viện Chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của các cán bộ công an đã từng công tác chiến đấu ở các chiến trường B, C, K thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương, dù trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, dù hoàn cảnh khó khăn, ác liệt đến đâu, các cán bộ công an chi viện cho chiến trường miền Nam đã không quản hy sinh, gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng đồng chí, đồng bào miền Nam xây dựng lực lượng chính trị, phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ, Ngụy, diệt ác trừ gian, bảo vệ căn cứ cách mạng. Phó Thủ tướng bày tỏ tri ân các anh hùng liệt sĩ nói chung, các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng mong muốn các cán bộ công an tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.